Chat 303, trưởng môn khiêm tốn chút. Còn về câu hỏi cuối cùng, tại sao chỉ là pháp đàn có hai yêu tu ngũ cảnh trấn thủ, lại cần 10 người chơi cấp 50 lập nhóm mới có thể quét được? Đó là bởi vì yêu tu vốn dĩ rất mạnh, cộng thêm còn có thể điều động sức mạnh của dị thú thượng cổ, nên đã biến thành khúc xương cứng khó gặm. Các yêu tu không chỉ là tác chiến sân nhà còn có thể bắt đầu từ quái vật cao, quả thật là không dễ xử lý. Mặc dù trước đây ta cũng là người chơi sa điêu, nhưng mà bây giờ ta là thiên tuyển chi tử rồi. Trước đây thứ ở trong pháp trận kia không thôn phệ người chơi, nhưng bây giờ ta không phải là người chơi nói không chừng sẽ bị thôn phệ. Chỉ là không biết, hắn có nuốt nổi bổn tọa hay là không. Tốt nhất là sư bá đừng ra tay, như vậy hệ thống sẽ phán định thành ta quét đơn, phần thưởng kinh nghiệm đều là của ta. Sư bá, chính là ở đây. Được, ngươi đi đi, nhớ sử dụng hai loại vực của ngươi. Ta rất mong chờ. Xem ra, phần thưởng hôm nay, ta phải hưởng thụ một mình rồi. Được, sư bá cứ đợi mà xem. Ngài đã phát hiện ra Tử Nguyệt Hội pháp đàn, nhiệm vụ tạm thời đã hiện ra. Giai đoạn nhiệm vụ 1. Đánh chết yêu tu trấn thủ. Phần thưởng nhiệm vụ 1.000 vạn điểm giá trị kinh nghiệm và một kiện vật phẩm. Phần thưởng không thấp, giai đoạn 1 đã có phần thưởng như vậy rồi, hai con yêu tu trấn thủ kia xem ra là không yếu. Bắt đầu đi. Ra ngoài đi, các cục cưng kinh nghiệm của ta. Kẻ nào? Đại kiếm tu đẹp trai thật. Đừng quản tên mặt trắng kia, người phía sau hắn, ta không nhìn thấu được cảnh giới của hắn. Ta cũng không nhìn thấu. Thế thì quay về pháp đàn. Nếu như không nhìn thấu cảnh giới, thế thì để cho ổn thỏa, đánh thức pháp đàn, để cho pháp đàn đến giải quyết là được rồi. Không được, hai tên này có gì đó sai sai, sao phản diện còn có đầu óc? Cấm chế không gian, hắn ngăn cách đường lui của chúng ta rồi, đây là cảnh giới gì vậy? Người này rốt cuộc là ai? Hai vị không cần phải sợ hãi, đối thủ của các ngươi là ta. Kiếm tu vừa nhập ngũ cảnh mà cũng dám ăn nói ngông cuồng. Ta đã nhớ ra hắn là ai rồi. Hắn là Lộ Chiều Ca, gần đây Lộ Chiều Ca được khắp nơi của thiên huyền giới lan truyền. Chỉ có Lộ Chiều Ca mới có khuôn mặt đẹp trai như vậy, ta sớm nên nghĩ đến. Gì vậy, cộng sự Sùng Khôi của ta không phải là đi giết hắn rồi ư? Sùng Khôi nhất định là chết rồi, khốn kiếp, ta không nên giúp hắn thay ca, pháp trận này rõ ràng là hắn và ngươi trấn thủ. Đừng cãi nhau nữa, còn không động thủ, thì ta sẽ động thủ đấy. Hắn giết Sùng Khôi thì đã sao, chúng ta có hai người mà. Các bảo bối của ta, ra ngoài hết đi. Tiểu Lục Tiểu Lam. Kiếm vực sát sinh. Mỹ học cần phải đối xứng. A Bảo. Lộ Chiều Ca, ta bắt ngươi phải bồi táng với A Bảo. Vực triển khai. Đối phương muốn tăng lực đối kháng, vừa hay mình đang muốn thử nghiệm cường độ kiếm vực của mình, há chẳng phải là ý tưởng lớn gặp nhau rồi hay sao? A Bảo, lên cho ta. Ngươi là máy đọc lại à, A Bảo của ngươi không phải chết rồi à? Giác lực lãnh vực, cự lực gia thần. Khí thế lại tăng lên rồi, vực của yêu tu này lại có hiệu quả phụ trợ à? Lộ Chiều Ca, vì hắn lười nhớ tên cho nên tất cả dị thú của hắn đều tên là A Bảo. Ngươi đừng đắc ý, sức mạnh xung chấn của hai A Bảo, cho dù là ta cũng không chống đỡ nổi đâu. Sao cô đột nhiên đen tối rồi, đen tối? Với thân hình của cô, không chịu nổi cũng là lẽ đương nhiên. Dù sao loại trâu này, chắc cày nát ruộng đó. Hai kiếm, vực của ta không chỉ có thể tăng cường sức mạnh và phòng ngự của các A Bảo của ta còn có thể giúp chúng tùy ý hành động trong lĩnh vực nữa. Đừng tưởng nhảy lên không trung thì có thể chạy thoát. A Bảo đuổi theo hắn cho ta. Được lắm, còn chiêu này nữa à, không phải càng tốt hơn sao? Chỉ là tu sĩ mà lại dám so sức mạnh nhục ục thân với hai bảo bối dị thú của ta. Ngươi rõ ràng là đang tìm chết. Đụng chết hắn cho ta, A Bảo. Kiếm thứ 50, sinh kiếm, hình như chồng chất đầy rồi. Sư bá ngươi có nhìn rõ kiếm vực của ta không? Nhìn rõ rồi. Vậy ta không chơi nữa. A Bảo, mau mau đâm xuyên hắn. Không đúng, tên này không đúng. Kiếm vực sinh kiếm âm 50 tầng, tăng sát thương tổng thể của Lộ Chiều Ca 50%. Kiếm này, ta đặt tên cho nó. Là sinh sinh bất tức, chủ công bình thường.
Máu, bên trong thực ra chứa hàm lượng nước rất cao. Đây. Đã kết thúc tập 303 đến 304 của bộ truyện tranh Trưởng môn khiêm tốn chút rồi. Cả nhà đừng quên cho Nông dân Mê Chuyện một like, một subscribe kênh, mình sẽ rất vui và xem đó là động lực từ cả nhà, giúp mình ra thêm nhiều video hơn nữa. Và các bạn nhớ ấn vào cái chuông để nhận thông báo video mới nhất được đăng trên kênh của mình nhé. Cảm ơn cả nhà, bye bye và hẹn gặp lại các bạn.